Tôi son nè đấy đó đấy được đấy. Ồ, đang quay luôn hả? Đang quay luôn. Hello và what's up, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video mini world của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một video reaction TikTok mini world phần thứ 3 trong channel của mình. Cái môi mình đỏ là tại vì mình uống xịt tin cho nên môi đỏ bình thường thôi, chứ không phải là mình tô son đâu nha các bạn. Chắc là nhiều bạn cũng sẽ coi video mình, mình cũng thấy là nhiều bạn comment là anh hơi son reaction gì mà có một mình vậy anh, coi chán quá. Giờ anh ở một mình thì anh reaction một mình sao giờ, bằng không thì anh phải lấy con gùa này nè, anh phải lấy con gùa này để anh reaction, còn không là anh lấy con kia để anh reaction nó mấy đứa. Mình bỏ cái tay mình vô đây được. Ok các bạn ơi, và nếu mà bạn nào mà kiểu cảm thấy mình reaction một mình chán quá thì ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm một người bạn mới nữa sẽ cùng reaction cùng với mình. Bạn này tên là bạn Rô nè. Bạn Rô có lời gì muốn chào nói là với lại tất cả những bạn fan kênh nè Karen không? Bạn Rô này hôm nay sẽ đi reaction chung với Karen hả? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau reaction TikTok mini world nha bạn Rô. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ reaction tiếp tục TikTok mini world nha. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share và một nút subscribe nha. Còn bây giờ thì vô thôi, let's go. Ok, và ngày hôm nay thì mình đã gọi là sưu tập được những video TikTok của bạn Win, bạn Win rồi. Và bạn Win là cái bạn mà mình hay xem TikTok của bạn đó lắm á. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ coi cùng với lại bạn Rô. Bạn Rô đã sẵn sàng để coi TikTok mini world ngày hôm nay chưa bạn Rô? Tôi sẵn sàng rồi. Coi đi. Bạn Rùa này của chúng ta là đã gọi là sẵn sàng coi video TikTok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là cùng vô xem là video TikTok ngày hôm nay có gì hay nha. Bắt đầu thôi. Woo! Vô. Ủa, về nhà ăn Tết. Cái skin này là cái skin con gà mà hôm bữa. Của chúng ta nó mới ra nè các bạn. Cái TikTok Mini World phần này của chúng ta là đang nói về cái bản update mới của Mini World hôm bữa. Trời rồi, hay không rồi. Hay lắm. Trời, có ghê, có tài quá. Hay mà. Con rùa này là biết nói nha các bạn. What the hell. Ông tù trưởng làm cái gì vậy? Mắc cười. Biết là mắc cười rồi, để căng nhờ. Cái đấy là cả một công trình ấy, căng ấy. Còn này là gì vậy? Từ từ để coi đi rồi biết. Rồi không hiểu gì luôn ba. Tiểu hoa của tê quá à. Trời ơi, nhìn con tiểu hoa kìa. Mình không biết là ai là người đã lồng tiếng cho tiểu hoa trong cái video này. Nhưng mà một cái chị nào đó mà lồng tiếng cho video này thực sự rất là cu tê luôn. Cu tê quá. Tao biết là cu tê rồi. Wow. Nhìn nó thơ mộng ha. Cái này thì nhìn nó thơ mộng vờ lờ. Rùa này chắc là thích coi lắm nè. Wow. Đù, cái này nhìn hay nhờ. Công nhận là Mini World của chúng ta có nhiều trò để chơi thiệt các bạn à. Nói gì các bạn, là Mini World của chúng ta có nhiều trò để chơi thiệt á. Gì ai hát vậy? Cái gì vậy? Giọng hát của từng người đúng không? Cái này là giọng hát của từng người mấy má ơi. Cái skin này là cái skin gì ta? Theo mình nhớ là cái skin này là cái skin mà mới update trong Mini World các bạn. Cái đó cũng là skin mới update trong Mini World luôn á. Đu. Wow, cái pha đó cực kỳ ngầu luôn á. Kiểu giống như là biến thành công an luôn. Cái đó giống như là kiểu cái đó gọi là cái gì ta? Cái đó cái trend nó cũng giống như cái trend mà kiểu Thiên Nga biến thành vịt đó các bạn à.
À vịt hóa là đi nghe. Nhầm, tôi nói nhầm mấy má. Nó nhầm. Mày bị điên quá, mày coi tiếp đi. Ừ thì tôi đây coi tiếp bà. Wow. Ngầu nhờ. Cái gì vậy? Cảm gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Ê, rồi. Mày có biết cái skin này là skin gì không rồi? Skin này là skin cảm gì vậy? Ủa? Sao mày biết đây là skin cảm gì vậy? Sao mày chỉ mới nói sao vậy? À, quên. Được, ngầu nhờ. Đồ. Cái này nó giống như là biến hình đó các bạn. Ờ, trong cái TikTok mini world phần 3 này của bạn này là hay nha. Cái TikTok này là hay nè. Kiểu giống như là những pha biến hình cực kỳ ngầu lòi luôn nè. Từ một con robot. Đù. Hấp dẫn. Con này là con Nacha phải không? Con này là con Nacha nè các bạn. Wow. Ê, các bạn có cảm thấy là cái này phần này hay hơn hai phần trước mình làm đúng không? Hai phần trước mình làm mới là chủ yếu là nói về nhảy nhót được cái thứ thôi, nhưng mà phần này là kiểu những cái màn hóa thân cực kỳ là độc luôn. Nhìn cực rùa. Thấy bạn này dễ đẹp quá rùa ơi. Mình á thì thực ra mình cũng không có chuyên về vẽ lắm, cho nên là dù là các bạn vẽ như thế nào mình cũng cảm thấy đẹp nữa. Dù là các bạn là dân nghiệp dư hay là chuyên nghiệp gì mình cũng cảm thấy đẹp. Cái gì vậy mấy má? Lại là cái giọng này. Trời ơi, cu teo quá rồi. Trời ơi, làm sao để biết được ai là người làm tiếng cái giọng này vậy? Ê, thấy nó cầm cái gậy là thấy không vui đó. Mày tà tua đó mày, thấy không? Sau này rùa đừng có gọi là uống tà tua nữa nha rùa. Mày kêu tao mua tà tua nữa là mày chết cái nào đó. Sáng lúc dậy cũng tà tua, tối đi ngủ cũng tà tua, lúc nào cũng tà tua. Lúc nào cũng tà tua. Nặng nha. Ngầu. Nhà thì bao việc, lúc nào cũng đòi tà tua uống. Màu xanh. Nhớ chưa? Màu xanh nhớ chưa? Con mà nói màu vàng thế là bố cho chơi rồi nhớ chưa? Yeah. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Cái điều đó đánh của mày điều gì con kia? Mắt mày là mắt tao để đâu? Chắc chắn là mắt mày không ở trên mắt mày mới viêm đâu. Bố mày. Mày đi chào cho mày. Mày muốn gì? Mày làm sao? Mày sao? Tao thích mày. What the hell? 小女子不才. Tao thích mày. Mày đỡ công tử chính lại. Đánh sẹt ghê. Cãi nhau cho đã rồi tao thích mày. Công tử. Mình biết cái trend này trên TikTok nè. Cái này là cái trend trên TikTok mà kiểu như là đá đập vô rồi sau đó những cái hình ảnh của mình sẽ hiện ra. Bạn nào mà biết về cái trend này trên TikTok thì các bạn đừng quên để lại bình luận ở dưới nha. Mình cũng hay rất là hay xem TikTok cho nên là mình biết cái trend này. Wow. Lỗ tai mày bị điếc à quý? Lỗ tai mày bị điếc à? Rằng tao nghe là Don Chuno vừa mới lắp, mà mày nghe thì đéo rồi. Ra được cục xin nào ông mới lắp. Có cái lỗ tai mày mới bị điếc á. Lỗ tai mày bị điếc á? Thằng giáo nhân xem, nó nghe ra cái gì? Được rồi, đứa này dân chơi nghe phát biết nhạc gì luôn. Xin nào ông mới lắp, vẫn dài thì hơi lắm. Quay gì vậy? Wow. Ê, cái này mới nha, cái này là tôi mới biết nha, tôi mới biết là kiểu như là có những cái phim hài như thế này luôn nè. Nếu mà bạn nào mà biết về những cái phim hài mini world như thế này á, mà các bạn muốn cho mình xem reaction thì các bạn có thể để lại những cái link những cái video mà các bạn đã gọi là tổng hợp những cái video mà hài mini world giống kiểu vậy nè, các bạn có thể tổng hợp cho mình reaction nha. Không coi biết là vui hơn ấy. Quên rồi, tao vừa bị gậy nó bỏ, có gì chụp cho tao quả đẹp đẹp coi coi. Chán rồi bỏ rồi. Wow. Cái này là kiểu như là tao vừa mới bị ghề bỏ, chụp cho tao tấm hình nào đẹp đẹp xíu coi. Trời ơi, ông chụp cho cái tấm hình kiểu như là ngầu lòi đi dằn mặt con người cũ đó ba. Được, ngầu nha.
ngầu đó, ngầu đấy, ngầu đấy, được ấy. Ủa, bạn này là đang say. Để mình đoán nha, bạn này đang say nhân vật cái nhân vật gì mà mình không có nhớ tên. Thực sự là xin lỗi các bạn là bởi vì mình không có nhớ tên. Nhưng mà bạn này đang say một cái nhân vật đó, chính là nhân vật mà tóc cam gì mà kiểu như là kiểu cái con, nói chung là con, cái con tóc cam ninja gì đó đúng không? Tôi sai rồi, xin lỗi mấy bạn, tôi sai. Nhân vật cũng xoái nữa đúng không? Rồi. Wow, làm đầu tư dữ nha. Làm mà cho nó bắn ra được cái mọi người xem video trên tim luôn. Hết trơn rồi. Ok, và đã hết rồi các bạn ơi. Chờ TikTok BD World phần này của chúng ta đã hết rồi. Và phần này phải thực sự nói là kiểu như là quá hay. Phần này hay hơn hai phần trước nữa. Ê, rồi, woo, rồi. Mày coi gọi là TikTok BD World này mày thấy hay không? Hay ghê luôn các bạn ơi. Mày nói vậy là sao? Thì tao hỏi mày là hay không? Hay đúng không? Vậy là phần sau nữa là reaction, muốn coi tiếp không? Muốn. Muốn hả? Ok các bạn ơi, và mình nghĩ là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và ngoài ra nếu mà bạn nào mà muốn mình làm reaction chung với lại Raw thì các bạn cũng đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi Raw. Bye bye.